Hồi nãy tao ngủ mày làm gì nồi trứng đúng không? Tao chỉ bỏ thêm củi mà. Tao đã bảo là để cái lửa liu riu thôi mà. Trứng này tao mua phải làm bánh gối cơ mà. Nở lên nở làm sao được? Vào cái rổ trứng là không ăn được. Tao ghi như thế là để cho mày con vụng còn sao nữa. Rốt thật bi ạ. Đằng nào thì mày cũng luộc xong rồi. Bớt cho tao một việc. Để đấy tao làm bánh gối cho mày ăn. Đúng rồi, bánh gói trứng cút của anh Tượng mái đỉnh. Cái trứng cút này mà ăn vào trong bụng ấm nở liền ấy. Anh nói thật à? Cái gì? Mày, chúng mày không tin à? Nhưng mà tao mới vào nuốt rồi. Thôi em không ăn ở đâu. Gà đâu mà trứng đâu mà ăn sao bắt đầu lại nở bụng nữa. Ăn đi, không ăn thế tao ăn đâu không sao. Nó nở trong mồm chú ạ.